quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp. Sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn. Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm. Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh quảng cáo thực phẩm. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cẩn trọng trong thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.